Qua phóng sự vừa rồi cũng đã cho thấy tín hiệu vui là thế hệ trẻ hôm nay không hề lãng quên những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Họ đã và đang bảo tồn và lan tỏa những giá trị đó theo một cách rất riêng, rất đặc biệt và cũng rất cụ thể. Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu về lịch sử văn hóa Huế, cuộc trao đổi dưới đây với nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa là những nhận định của ông về giới trẻ với văn hóa di sản, đặc biệt là di sản Huế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, khi nhắc đến Huế thì người ta nghĩ ngay đến một cái thành phố di sản. Vậy thì với cảm quan của một nhà nghiên cứu văn hóa Huế thì ông cảm nhận như thế nào về giới trẻ Huế nói riêng và giới trẻ nói chung với những cái di sản văn hóa của thành phố Huế thưa ông ạ? Giới trẻ bao giờ cũng là cái thế hệ tiếp nối và bồi đắp thêm những cái giá trị di sản, trong đó kể cả giá trị di sản của Việt Nam cũng như di sản của Huế. Trong những năm trở lại đây, chúng tôi thấy xuất hiện một cái hiện tượng là một số những người trẻ họ đã đi tiên phong trong việc quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống. Những cái phong trào như khôi phục cổ trang, như là những cái trang web về Việt Nam hay là Đài Nam cổ phong, trong sáng tác về âm nhạc, sáng tác về mỹ thuật cũng đã bắt đầu có một cái xu hướng khai thác trở lại những giá trị di sản. Đối với di sản Huế chẳng hạn, thì người ta nói đến thành phố di sản, nói đến cố đô, phần lớn họ chỉ nhìn thấy những cái di sản về kiến trúc, những cái di sản về cảnh quan, những di sản tiềm ẩn bên trong của nó, ví dụ như lối sống, như là âm nhạc, như nghệ thuật diễn xướng, ngay cả nhà nhạc, ca Huế, tuồng Huế, người ta cũng phải chưa phải là đã hiểu sâu những cái giá trị về mỹ thuật truyền thống của Việt Nam, giá trị mỹ thuật về truyền thống của Huế cũng mới được nhìn nhận ở cái bề mặt của nó, còn tiềm ẩn bên trong của nó thì vẫn chưa phải đã đến với giới trẻ một cách trọn vẹn. Vậy thì giới trẻ nên ứng xử như thế nào với những di sản văn hóa mà cha ông để lại và làm thế nào để mà phát huy những di sản truyền thống tốt đẹp đó? Những người trẻ ở Huế, họ cũng đã bắt đầu có những hiểu biết có thể nói rất cơ bản về di sản văn hóa Huế, chứ không còn là mù mờ như những năm trước đây. Nhưng vấn đề không phải chỉ dừng lại ở hiểu biết, trí thức chỉ là một phần đó. Phải từ những cái trí thức đó và họ thực sự cảm nhận, họ thực sự sống theo phong cách mà biểu hiện là một người con ở vùng đất di sản. Điều này cần phải có thời gian. Trên phạm vi cả nước cũng tương tự như vậy. Tôi nghĩ rằng đã đến một lúc nào đó, chúng ta cần có những công cuộc chấn hưng văn hóa dân tộc, phải khôi phục lại những giá trị tốt đẹp một thời của đất nước chúng ta. Và không phải chỉ khôi phục là nguyên dạng, mà phải trên nền tảng những giá trị di sản đó để phát triển, bồi đắp, tạo thêm những giá trị mới. Nó vừa phù hợp với nhu cầu của thời đại, nhưng nó vẫn truyền tải được những nội dung, những cốt cách, tinh thần và truyền thống cha ông đã để lại, truyền thống của cái vùng đất văn hóa Huế đã từng phát triển. Người ta vẫn thường nói rằng giới trẻ thì thường thích những cái điều mới lạ, độc đáo, và có lẽ cũng chính vì điều đó mà văn hóa truyền thống thường khó đến gần hơn với giới trẻ. Vậy thì ông có nghĩ rằng văn hóa truyền thống, những di sản cũng phải có những cái cách thay đổi về hình thức truyền tải để mà phù hợp hơn với giới trẻ hay không thưa ông? Đối với giới trẻ, để họ đến với những giá trị truyền thống thì không phải chỉ đưa giá trị truyền thống nguyên bản, thì giá trị truyền thống nguyên bản vẫn phải được giữ gìn để tạo thành nền tảng. Nhưng mà để truyền tải nó đến với giới trẻ, đến với thế hệ trẻ thì cần có những hình thái sinh động hơn. Và không phải chỉ truyền tải cái truyền thống, mà phải tạo điều kiện cho giới trẻ trên nền tảng truyền thống đó, họ sáng tạo, họ bồi đắp, họ phát triển thêm giá trị mới. Ngay cả UNESCO, khi người ta công nhận di sản kiến trúc của Huế là di sản thế giới, thì UNESCO đã đưa ra một cái slogan để quảng bá cho Huế, đó là Huế toujours recommencer. Nếu dịch nguyên nghĩa thì chúng ta sẽ hiểu là Huế
cần phải luôn luôn được làm lại. Người ta là dịch thoát và Huế luôn luôn mới. Tôi tin rằng đó là một cái tinh thần mà nó hướng chúng ta đến những sáng tạo mới. Mọi di sản nó tồn tại được là nhờ nó sống lại, nó hiện diện không phải trong quá khứ mà trong hiện tại và cả trong thế hệ tương lai. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa trong hôm nay, và tin rằng với những điều ông vừa nói, Huế luôn luôn mới, chúng ta sẽ có một Huế đổi mới hơn, và di sản văn hóa sẽ ngày càng đến gần hơn với giới trẻ cũng như với tất cả chúng ta.